Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã Bắc Kinh hôm thứ Hai đưa tin, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước vào ngày 20 cho thấy sông Sao Linh và sông Tây Bắc, một nhánh của trung lưu sông Tùng Hoa ở tỉnh Hắc Long Giang, sông Đông Liêu ở Cát Lâm và sông Giao Liêu, một nhánh của sông Tower, thượng nguồn của sông Liêu Hà ở Liêu Ninh và sông Bạch Sa, một nhánh của sông Gan Giang ở tỉnh Giang Tây, có lũ trên mức cảnh báo. Hôm thứ Hai, Bộ Tài nguyên nước tổ chức cuộc họp phân tích, nhận định đường đi và tác động của cơn bão số 5 Doksuri, sắp xếp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chống lũ lụt, hạn hán vừa qua, đồng thời lệnh cho các tỉnh như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Thanh Hải phải làm tốt công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ lớn. Ủy ban Tống Liêu của Bộ Tài nguyên nước và Cát Lâm duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 4 để đề phòng chống lũ lụt, Tứ Xuyên và Phúc Kiến khởi xướng ứng phó khẩn cấp cấp 4 để đề phòng chống lũ lụt. Hiện tại có 4 tổ công tác chỉ đạo Chiết Giang, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Liêu Ninh. Báo cáo dự đoán rằng từ 8 giờ ngày thứ Hai đến 8 giờ ngày thứ Ba sẽ có mưa to đến rất to ở các vùng phía đông Tứ Xuyên và đông nam Trùng Khánh, các sông ở hạ lưu sông Ngô Giang ở Trùng Khánh và hạ lưu sông Gia Lăng, sông Đà Giang ở Tứ Xuyên, thượng lưu sông Cám Giang ở Giang Tây, thượng lưu sông Dân Giang ở Phúc Kiến và khu vực mạng lưới sông Thái Hồ sẽ xảy ra lũ lụt. Một số sông vừa và nhỏ ở khu vực mưa lớn có thể xảy ra lũ siêu cấp. Được biết, Bộ Thủy lợi sẽ chú ý đến xu thế bão và quá trình mưa lớn, tăng cường công tác trực ban, tham mưu, phán đoán, hướng dẫn các địa phương liên quan, làm tốt công tác quan trắc dự báo, cảnh báo sớm, lập kế hoạch dự án thủy lợi, an toàn hồ chứa trong mùa lũ, phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán và giảm nhẹ thiên tai. Thưa quý vị, hiện đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 1.500 người phải sơ tán khi mưa lớn gây lũ lụt ở miền đông Trung Quốc. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm Chủ nhật. Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương cho biết, lũ lụt thảm khốc đã quét qua một ngôi làng ở quận Phụ Dương của Hàng Châu vào chiều ngày thứ Bảy, nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Theo báo cáo của CCTV, lượng mưa sau đó đã gây ra một số vụ lở núi và lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong khu vực và 1.600 hộ gia đình mất điện. Theo Tân Hoa Xã, hơn 1.500 người đã được sơ tán. Hàng năm lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn Trung Quốc, đặc biệt là ở miền Nam cận nhiệt đới. Tuy nhiên, một số khu vực phía Bắc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua vào năm nay. Trong tháng này, lũ lụt đã tấn công các vùng khác của đất nước và gây ra thương vong. Đầu tháng này, lũ lụt ở Tây Nam Trùng Khánh đã giết chết ít nhất 15 người. Mưa lớn cũng biến nhiều đường phố ở tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc thành sông, buộc 5.590 người phải sơ tán, CCTV đưa tin hôm Chủ nhật. Khoảng 30 ngôi nhà và 54 hectare hoa màu bị hư hại. Ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, mưa xối xả khiến một số cư dân mắc kẹt trong ô tô và nhà của họ. Các nhà chức trách đã giải cứu hoặc sơ tán khoảng 220 người ở thành phố Hàm Ninh tính đến tối thứ Bảy. Theo tờ People Daily của nhà nước, năm 1998, trận lụt tồi tệ nhất và có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại đã giết chết 4.150 người, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử. Vào năm 2021, số người chết ở tỉnh miền Trung Hà Nam đã vượt quá 300. Vào khoảng ngày 20 tháng 7 năm đó, lượng mưa kỷ lục đã làm ngập Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh, biến đường phố thành những dòng sông chảy xiết và làm ngập ít nhất một số tuyến tàu điện ngầm. Thưa quý vị, trong tuần tới, người dân cần lưu ý hơn về ảnh hưởng của cơn bão số 5 Doksuri đối với Trung Quốc. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Doksuri sẽ đổ bộ vào bờ biển từ miền Trung Phúc Kiến đến miền Đông Quảng Đông vào khoảng vào thứ Sáu tới. Bị ảnh hưởng bởi nó, đảo Đài Loan phía đông Chiết Giang Phúc Kiến, phía đông Quảng Đông, phía đông và nam Tây Giang sẽ liên tiếp có mưa to đến rất to một số khu vực như đông và nam Đài Loan. Trung và Nam Phúc Kiến, ven biển phía đông Chiết Giang sẽ có mưa to, mưa xối xả cục bộ. Vào chiều ngày 20 tháng 8, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện đã tổ chức một cuộc họp chính sách thường kỳ của Quốc vụ Viện để giới thiệu về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Vương Đạo Hy, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, Trung Quốc đã bước vào giai đoạn quan trọng của 7 tháng 8 trầm trong việc kiểm soát lũ lụt, và tình trạng kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán hiện nay trong nước nói chung là ổn định. Vương Đạo Hy cho biết, lượng mưa tổng thể trên cả nước tương đối thấp và sự phân bố không gian rất khác nhau. Từ đầu năm đến nay, lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 323mm, thấp hơn 10% so với cùng kỳ các năm bình thường. Trong đó, lượng mưa ở phía Tây Nam và phía Bắc Trung Quốc, phía Đông và Tây Bắc Trung Quốc
phía Bắc Trung Quốc, phía Đông Bắc Trung Quốc, phía Tây Cát Lâm, phía Tây Hà Nam và phía Đông Nam Thiểm Tây cao hơn bình thường từ 20 đến 100% trong cùng thời kỳ. Ngoài ra, tình hình lũ trên các sông chính ổn định, ít sông vừa và nhỏ vượt mức cảnh báo so với năm thường. Trên các sông lớn chưa có đợt lũ nào. Từ đầu năm đến nay, 282 sông vừa và nhỏ trên cả nước đã xuất hiện lũ trên mức cảnh báo, ít hơn cùng kỳ các năm trước. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên nước, lượng nước từ các con sông lớn đến rất ít. Lượng nước đến các con sông lớn trong cùng thời kỳ thấp hơn 30% so với bình thường. Mực nước cũng thấp hơn bình thường, trong đó mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương là thấp nhất trong cùng thời kỳ lịch sử. Thiên tai do lũ lụt và hạn hán nói chung là nhẹ và các chỉ số khác đang có xu hướng giảm. Vương Đạo Huy cho biết về thiên tai lũ lụt so với giá trị trung bình của cùng thời kỳ 5 năm qua. Số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm nay đã giảm 4,9%, số người chết và mất tích do thiên tai đã giảm 85,1%, số lượng di chuyển khẩn cấp và tái định cư đã giảm 90,4% và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã giảm 76%. Về thiên tai hạn hán, so với bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai hạn hán năm nay giảm 50,2%, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 44,4%. Vương Đạo Huy cũng chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng đã nhiều lần tổ chức các cơ quan khí tượng, thủy lợi, tài nguyên thiên nhiên và các bộ phận khác để tiến hành các cuộc thảo luận và đánh giá chung. Ông cho biết năm nay có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, điều kiện khí hậu dự đoán có thể sai lệch bình thường. Thiên tai như mưa lớn định kỳ, mưa lớn lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng có thể nghiêm trọng. Ngoài ra, lũ lụt và hạn hán cũng nghiêm trọng không kém. Lũ lụt lớn có thể xảy ra ở một số nhánh của sông Tùng Hoa, trung lưu Hắc Long Giang, Yisusi thuộc lưu vực sông Hoài Hà, Thái Hồ, sông Liêu Hà và hạ lưu sông Dương Tử. Cũng có thể có hạn hán định kỳ ở Nội Mông, Cam Túc và những nơi khác. Đồng thời, bốn khía cạnh của lũ lụt trên núi và tai biến địa chất, lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, lũ lụt ở các hồ chứa vừa và nhỏ và ngập úng đô thị là những mắt xích yếu trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, luôn cần có tinh thần cảnh giác cao độ. Vương Nhã Vệ, người đứng đầu Cục Giảm nhẹ thiên tai và dịch vụ công cộng của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, kể từ mùa lũ năm 2023, lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 288mm, thấp hơn 10,6% so với cùng kỳ những năm trước, nhưng các đặc điểm cực đoan và cục bộ nổi bật hơn. Theo thống kê, cả nước đã xảy ra 20 trận mưa lớn, lượng mưa trong ngày của 16 trạm khí tượng quốc gia đều vượt qua các cực trị lịch sử. Kể từ tháng 6, 5 đợt nhiệt độ cực cao đã xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc và nhiệt độ tối đa hàng ngày của 26 trạm khí tượng quốc gia đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử. Đặc biệt, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và 4 tỉnh khu tự trị, khu đô thị ở Tân Cương trải qua tháng 6 nóng nhất. Trước tình hình khí tượng trong tháng 8, ông Vương Á Vệ đưa ra dự báo thời tiết nhiệt độ cao ở lưu vực Tân Cương, phía Nam Cam Túc và phía Tây Nội Mông sẽ tiếp tục diễn ra, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Cục bộ có thể vượt qua 40 độ. Vào tháng 8, nhiệt độ ở hầu hết các vùng trên đất nước tôi đều ở mức cao gần bằng nhiệt độ cùng kỳ các năm. Trong đó, Tây Bắc Nội Mông, Nam Giang Tô, Chiết Giang, Nam An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Phúc Kiến, Tây Bắc Cam Túc và Bắc Tân Cương cao hơn 1-2 độ C. Về bão, Tây Bắc Thái Bình Dương trên Biển Đông sẽ có 4-6 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2-3 áp thấp nhiệt đới đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến Trung Quốc. Đường đi chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, ảnh hưởng chủ yếu đến ven biển và Nam Trung Quốc. Trong tuần tới, điều đáng quan tâm hơn cả là ảnh hưởng của cơn bão số 5 Doksuri đến Trung Quốc. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, bão Doksuri sẽ đổ bộ vào bờ biển từ miền Trung Phúc Kiến đến miền Đông Quảng Đông vào khoảng ngày thứ 6 tới. Bị ảnh hưởng bởi nó, đảo Đài Loan phía Đông Chiết Giang, Phúc Kiến, phía Đông Quảng Đông, phía Đông và Nam Giang Tây sẽ liên tiếp có mưa to đến rất to. Một số khu vực như Đông và Nam Đài Loan, Trung và Nam Phúc Kiến, ven biển phía Đông Chiết Giang sẽ có mưa to, mưa xối xả cục bộ. Hiện tại, nó đã bước vào thời kỳ hoạt động mạnh của bão. Sau khi đổ bộ, bão Doksuri có thể sẽ đi sâu vào đất liền và di chuyển về phía Bắc. Điều này sẽ gây ra tác động lớn hơn đối với khu vực phía Đông của đất nước tôi. Khuyến nghị nên chuẩn bị cho các cơn bão và tăng cường phòng chống các dòng sông vừa và nhỏ, lũ lụt, thiên tai địa chất, ngập úng, đô thị và thiên tai gió mạnh, Vương Nhã Vệ nói. Vương Nhã Vệ cũng giới thiệu rằng trước cuối tháng 7, vành đai mưa của nước tôi chủ yếu nằm ở Thiên Tân,
phía Đông Hà Bắc, phía Nam Liêu Ninh, Sơn Đông, phía Nam Giang Tô, Phúc Kiến, phía Bắc Quảng Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam và những nơi khác. Dự kiến trong tháng 8, lượng mưa ở phía Bắc, Hoa Bắc và hầu hết ở vùng Đông Bắc, Nam Quảng Tây, Hải Nam, Tây Tứ Xuyên và Vân Nam sẽ cao hơn bình thường từ 20 đến 50%. Lượng mưa ở phía Nam Chiết Giang, hầu hết Phúc Kiến, hầu hết Giang Tây và phía Bắc Tân Cương thấp hơn 20 đến 50%. Gần đây, đội cứu hỏa toàn diện quốc gia đã tham gia cứu hộ các vụ ngập úng đô thị và thảm họa địa chất ở nhiều nơi. Lạc Vĩnh Cường, Phó Giám đốc Cục Cứu hỏa và Cục Cứu hộ Quốc gia cho biết, kể từ mùa lũ năm nay tính đến ngày thứ hai tuần này, đội cứu hỏa toàn quốc đã tham gia 3.483 hoạt động cứu hộ khẩn cấp đối với các thảm họa ngập úng đô thị và địa chất, điều động 4.641 phương tiện và 481 thuyền, giải cứu 1.174 người bị mắc kẹt, gặp nạn và sơ tán 7.200 người. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!